anh đã thấy thỏa mãn với thời gian khi quan hệ với bạn tình chưa? Đã trên một lần các anh làm cho bạn tình thất vọng. Vâng, không ít các anh gặp phải trường hợp chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Nếu anh cũng đang gặp một tình huống như vậy thì hãy yên tâm, anh không hề đơn độc. Xuất tinh sớm là một trong những vấn đề phổ biến nhất đang ảnh hưởng lớn tới tâm tư của đấng mày râu. Theo thống kê, trong 4 người đàn ông thì có một anh gặp phải vấn đề nào đó về xuất tinh sớm. Có một thông tin hỗ trợ rất tốt cho các anh, đó là chỉ cần một vài lần xịt các anh đã giải quyết được hoàn toàn vấn đề này. Phút 100 với công thức đặc biệt có thể khắc phục hoàn toàn nỗi khổ chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền của các anh. Sản phẩm là chai xịt được sản xuất tại Anh, tuổi đời 25 năm, phân phối rộng khắp trên 200 quốc gia, hoàn toàn không tác dụng phụ, cải thiện mạnh mẽ quan hệ chăn gối với bạn tình, đáp ứng sự hài lòng của đàn ông lên tới 99%. Bản chất của việc xuất tinh sớm là do sự nhạy cảm của dương vật tạo ra quá nhiều những cảm xúc kích thích lên não, đẩy nhanh quá trình xuất tinh. Với cơ chế tác dụng nhanh từ 9,6% chất lilucan gây tê được sử dụng rộng rãi trong y học, Sput 100 gây tê nhẹ tại chỗ làm chậm quá trình nhạy cảm của dương vật. Sput 100 được sản xuất tại Anh là sản phẩm sử dụng không cần đơn và tư vấn về y tế, phù hợp với quy định của tổ chức FDA và được bảo hộ bởi các cơ quan y tế hàng đầu. Sput 100 an toàn, tác dụng nhanh, tăng cường sự tự tin của phái mạnh, cải thiện mối quan hệ chăn gối. Một chai xịt 75ml có thể xịt 120 lần. Mỗi lần xịt từ 3 đến 8 lần trước khi quan hệ, an toàn khi sử dụng, cả khi không dùng bao cao su. Hãy truy cập thoamãn.vn hoặc ấn subscribe để theo dõi các clip sau và đặc biệt là video clip hướng dẫn sử dụng Sput 100 nhé. Hãy cùng thoamãn.vn thực hiện sứ mệnh thỏa mãn bạn tình của bạn.